Chào tất cả anh em, mình là Tài Bá Độ. Hôm nay mình về thành phố Tuyên Quang, độ Kebo MIVV cộng cổ bảo hơ tô cho con Exciter 150. Thì nhân tiện có con Exciter 150 màu mới bản Monster, thì mình quay lại review một chút về cái màu mới này cho anh em xem. Thì cái màu mới này thì mình biết từ rất lâu rồi và cũng có từ tương đối là lâu rồi, vài tháng rồi. Nhưng mà hôm nay mình có cơ hội để lắp cho một chiếc xe có màu như này để mình nói qua một chút. Thì nổi trội nhất ở đây là cái móng, cái kiểu bút này. Đấy. Logo của Monster ở dưới này thì chữ Monster này. Ở bên cạnh thì đang có hạt hò rất đau đầu anh em ạ. Ở đây thì có mấy cái tem Enel này. Yamaha Blue. Tóm lại con màu này thì rất đơn giản thôi anh em ạ, nó không quá cầu kỳ đâu. Ở dưới này là cái một lớp sơn đen anh em nhé. Còn tất cả đây là có đề can anh em nhé, là có đề can, tem và tem rời đấy, tem rời chứ không phải là tem chùm như những chiếc Exciter mà anh em dán tem chùm là sẽ dán hết ở đây. Ở đây là ở dưới này vẫn có một lớp sơn đen đây, sơn đen đây. Đây chỉ là những cái logo dán kèm vào thôi. Cái mảng này cũng thế đấy, tất cả đây là một logo rồi. Nói chung là cách phối màu này mình thấy rất ưng, nó không quá rối mắt nhưng mà nó vẫn đẹp, nó vẫn không quá đơn giản em nhé, nó không rối mắt nhưng mà nó không đơn giản, nói chung là nó rất vừa phải, đẹp anh em ạ. Nói chung là một từ đẹp. Đây mình sẽ đứng xa ra cho anh em ngắm nhìn nhé. Phần đầu cũng có một cái logo Monster này, ở đây cũng có một chữ Monster này này. Đó. Nói chung là bộ tem này cũng rất đơn giản thôi, nhưng mà nhìn nó vẫn rất đẹp, rất nổi trội anh em ạ. Bây giờ anh em nghe thử tiếng bô nhá, con bô này thì tét quá nhiều rồi. Em ơi ra mo anh với. Anh em đợi một chút nhé. Màu này rất đẹp anh em ạ, mình ưng màu này kinh khủng luôn. Nói chung nó về màu mới thì chẳng có cái gì quá nhiều để nói đâu. Nói chung là nó qua một chút thôi và quay lên cho anh em tự ngắm nhìn. Tại vì cái màu này cũng phải nói là mỗi người có một cái mắt khác nhau nên là không ai giống ai cả. Có người thích, có người không thích. Mình cứ quay lên cho anh em biết thôi.